Xin chuyển sang các thông tin khác. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có công văn gửi Ủy ban Nhân dân của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu các tỉnh báo cáo tình hình thực hiện các dự án FDI có quy mô lớn được sử dụng nhiều đất. Theo đó, các dự án FDI có từ 100 triệu đô la Mỹ trở lên phải báo cáo tiến độ công trình thi công, trường hợp các nhà thầu kéo dài thời gian gây bức xúc cho nhân dân. Cụ thể, các dự án đầu tư nước ngoài có vốn đầu tư đăng ký từ 100 triệu đô la Mỹ trở lên hoặc diện tích đất sử dụng từ 50 hectare trở lên, gồm các dự án ngoài và trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao phải báo cáo tiến độ thực hiện. Nội dung báo cáo tập trung vào các vấn đề chính như là tình hình sử dụng đất và các việc chấp hành quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, việc góp vốn của các chủ đầu tư, tình hình huy động vốn, việc thực hiện các mục tiêu quy định tại giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư hoặc chủ trương cho phép đầu tư, việc thực hiện cam kết về tiến độ triển khai dự án, tình hình chấp hành các nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước, tình hình sử dụng lao động và chấp hành luật lao động.